Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 5 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ, cộng thêm với đới gió đông của khối không khí biển, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, trong đó khu vực ven biển các tỉnh phía đông Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và vùng phía nam đồng bằng Bắc Bộ sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng sẽ giảm từ 1 cho tới 2 độ, phổ biến trong ngưỡng từ 29 tới 32 độ, trời mát mẻ. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 10 tới ngày 11 tháng 10, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng trong ngày 12 và ngày 13 tháng 10. Nhiệt độ theo đó cũng có xu hướng giảm mạnh, trời có khả năng chuyển lạnh từ ngày 12 tháng 10, với nền nhiệt độ ngày đêm giảm xuống mức từ 22 tới 25 độ. Với các tỉnh miền Trung, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ là nơi chịu tác động chính của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Vì thế mà từ ngày hôm qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã bước vào một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai mùng 6 tháng 10. Trong đó ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những nơi sẽ có mưa to với lượng mưa từ 30 cho tới 50 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, lượng mưa từ 10 cho tới 30 mm. Ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa to từ 50 tới 60 mm. Trong khi đó ở khu vực ven biển các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, vì thế ở đây chỉ có mưa rải rác. Cũng do có mưa nên nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 29 tới 31 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ. Trong ngày hôm nay, mưa vừa mưa to diện rộng cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Nguyên nhân là do các khu vực này có sự tương tác của giải hội tụ nhiệt đới và cả gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh. Trong đó, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to trong chiều và tối nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 28 tới 30 độ, còn tại Nam Bộ, ngưỡng nhiệt cũng không cao, dao động trong ngưỡng từ 30 tới 32 độ. Cập nhật về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc, 119,5 độ kinh đông, trên vùng biển Tây Nam của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến vào biển Đông nước ta. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 116,6 độ kinh đông, trên khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 7 trong ngày 8 tháng 10 với tên gọi là Lanbrock. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau là bão từ đêm nay, trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 tới cấp 7. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo để đảm bảo an toàn, chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm có gió mạnh và sóng lớn. Qua đây cho thấy diễn biến của cơn bão này sẽ còn rất phức tạp sau khi đi vào biển Đông do có sự tương tác với đợt không khí lạnh sắp tràn xuống vào đầu tuần sau. Sau khi bão số 7 đổ bộ, trong tuần sau trên vùng biển Philippines sẽ tiếp tục hình thành thêm một cơn bão nữa với tên quốc tế dự kiến sẽ là Kompasu. Bão Kompasu có khả năng cũng sẽ tiến vào biển Đông để trở thành cơn bão số 8. Thông tin về cơn bão này sẽ được chúng tôi cập nhật thêm trong các bản tin tiếp theo của kênh.